Chống dịch khi chưa quá muộn đến với chúng ta, thì khai báo chính là công dân mẫu mực phòng chống cho cộng đồng. Cùng chung tay chống dịch khi đã phát lệnh đến với toàn dân, vì phòng chống chính là tình yêu giữ tròn niềm tin tổ quốc. Chưa quá muộn đến với chúng ta, vì khai báo chính là công dân mẫu mực phòng chống cho cộng đồng. Cùng chung tay chống dịch khi đã phát lệnh đến với toàn dân, vì phòng chống chính là tình yêu giữ tròn niềm tin tổ quốc. Chống dịch khi chưa quá muộn đến với chúng ta, thì khai báo chính là công dân mẫu mực phòng chống cho cộng đồng. Cùng chung tay chống dịch khi đã phát lệnh đến với toàn dân, vì phòng chống chính là tình yêu giữ tròn niềm tin tổ quốc.